Phát hiện sinh vật trông như đám rêu khiến cộng đồng mạng xôn xao vì sự kỳ lạ của nó. Các sinh vật đầm lầy nổi tiếng với những hình dạng xấu xí, đáng sợ như quái vật thằn lằn, Swamp Thing. Những thứ tưởng chừng chỉ có trong phim thì nó lại thực sự tồn tại ngoài đời thực, khiến người xem sợ hãi. Mới đây, các người dân đã vô tình phát hiện ra một sinh vật trông giống như đám rêu, nhưng thực ra không phải. Theo quan sát, sinh vật kỳ lạ có màu nâu, có vẻ nó đang đi kiếm ăn. Dường như sinh vật không xương sống này có kết cấu cơ thể dạng thạch dẻo, kích thước của nó khá lớn, không ai biết rõ danh tính của sinh vật này. Tuy chưa có kết luận chính xác là thứ gì, nhưng sinh vật này đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nó vốn sống ở đó mà con người không nhận ra vì chúng rất khó tìm. Một số khác lại cho rằng sinh vật chỉ là bị bám rong rêu vào người nên không thể nhận diện mà thôi. Chính vì thế nên con quái vật kia hoàn toàn vô hại. Có giả thuyết đặt ra như sau: một con ếch đã đẻ trứng của nó vào nước nên mới tạo ra một thứ bầy nhầy như thế, chứ thực chất không phải là một sinh vật kỳ lạ nào cả. Ôi nhìn nó ghê quá, tôi chắc chạy mất dép. Trước đó, tại khu vực đầm phá bỏ hoang trực thuộc công viên Stanley, Vancouver, Canada, nhà nghiên cứu sinh vật học Selena Stanes đã phát hiện ra các thực thể kỳ lạ ẩn mình dưới mặt nước. Một người dân tại Houston, Texas của Mỹ đã nhìn thấy một bọc nhầy nhụa toàn dung sáng dưới cống sau nhà. Bạn nghĩ sinh vật kỳ lạ trong video là thứ gì? Hãy nói cho Trùng Tin Bí Ẩn biết với nha!